Thưa quý vị và các bạn, thưởng thức một ly cà phê là thói quen thông thường của rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng biết loại cà phê mình đang uống là loại cà phê gì. Và không gian cà phê The Merit Beans trả lời những thắc mắc của du khách về loại cà phê mình đang uống. Đây là một trong số ít quán cà phê ở Đà Lạt hoạt động theo mô hình tự cung tự cấp, tức là chủ quán tự trồng, thu hoạch và chế biến cà phê phục vụ du khách. Thì ở đây nguồn gốc cà phê rất rõ ràng, mình biết được là cái hạt cà phê nó được trồng từ đâu, cái độ cao như nào và hương vị các thứ. Một không gian của cà phê đặc sản không chỉ đem đến cho người uống nguồn gốc xuất xứ của ly cà phê mà còn bởi chính bản thân sản phẩm cà phê. Loại cà phê duy nhất được phục vụ ở đây là cà phê Arabica, loại cà phê đặc sản của vùng đất Lâm Đồng. Đối với Duy, sự là một cái sản phẩm mà nó ngoài cái việc là tinh hoa về chất lượng, về hương vị đặc trưng vùng miền, còn đem đến cho mọi người cái cảm hứng cuộc sống hàng ngày và cái sự sáng tạo và là sự chọn lựa và sự trải nghiệm. Để có được những ly cà phê đặc sản, chủ quán đã liên kết với nông dân trong vùng chuyên trồng cà phê Arabica, canh tác cà phê theo quy trình nghiêm ngặt để có được những hạt cà phê như ý. Không tập trung vào không gian bên ngoài mà chủ yếu đem đến cho khách trải nghiệm về sản phẩm nên không gian cà phê này rất tối giản. Quầy pha chế được để bên ngoài để khách có thể quan sát và trò chuyện cùng với người pha chế. Một tách cà phê mình dùng đây mình cảm thấy một cái trải nghiệm tốt cho khách hàng. Mình cũng rất là thích. Hiện tại thì là nó đã đang giúp đỡ cho cái thương hiệu của cà phê Đà Lạt nó đi lên rất là cao. Cà phê Arabica có vỏ khi chín mang màu vàng đặc trưng. Giống cà phê này khi trồng ở Lâm Đồng được đánh giá là có chất lượng tốt nhất nhì thế giới. Không gian cà phê đặc sản này đang đem đến cho du khách một cảm nhận mới mẻ về một sản phẩm cà phê đặc trưng chỉ Lâm Đồng mới có được.